Hello, xin chào mọi người. Đây là máy ấm của Hồng Đen. Nay mình quay sơ cái diện tích cho cả nhà mình xem nha. Đó. Chủ nhà ở nhà không? Hello, có ai ở nhà không? Đó, đây là nhà của bé Pitbull, hơi dữ cả nhà, cho nên mình làm cái nhà riêng cho bé. Hỏi có ai ở nhà không là chạy ra. Sao hung dữ quá mà. Không dữ quá mà đó. Nè. Đang sửa lại giường cho các bé nè. Các bé ở đây đang bị viêm da rất là nặng luôn á cả nhà. Thì máy ấm khắc phục bằng cách là tìm hỗ trợ của cả nhà mình đó. Hỗ trợ thì máy ấm sẽ cắt ra một khoản chi từ từ để mua thuốc nét ga cho các bé uống, để chữa trị từ từ khi mà chưa có Mạnh Thường Quân hỗ trợ thuốc nét ga. Đó là cái cách khắc phục của máy ấm. Đây là các bé tại máy ấm Hoa Hồng Đen nha cả nhà. Máy ấm Hoa Hồng Đen là được Hoa Hồng Đen thành lập cách đây 3 năm tại Hóc Môn. Đứng trên giường. Đây
đây là mấy cả nhà mình thấy không, đây là nhà mèo đó, kế bên là nhà khỉ. Ôi sao, tại sao anh hiếp em hả? Hả Đặng, sao Đặng hiếp em hả? Ăn hiếp em là mẹ la nha, nha, không cho ăn hiếp em nha. Đi đòn đang sửa lại mấy cái giường nè cho các bé nằm. Đó, đây là nhà mèo, các bé mèo ở lò mổ về đó, ở đây. Gì đứng đây đây hả? Thank you.
bây giờ